thông tin gọi là nhiễu loạn, và nó theo một cách nào đó có thể là thông tin bẩn. Thế thôi. Ok, chào Dạ, tụi anh bay. chào Đủ má chào tụi bay. bố. Được, hổn, hổn, hổn. Chà, Nó chửi chào không tụi bay mà chửi kiểu cái đó là thằng hổn nha, cái nha. thằng mà cái thằng mãi Việt Nam nó không cho tao chào mọi người thì đủ biết sao À. giờ thì phải chào tụi bay chứ chào sao giờ, đủ thằng này nó Nhưng mà kỳ không, nhưng mà á. không 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 có không có đủ vô, không có đủ vô. Vậy à. Nó không cho Rồi tao có chào mời kiểu bố. đó, nó không cho tao chào đó. Thì nói chung là vậy nè con, theo bố nghĩ thì Chào ai vậy? nếu không có vụ bàn thì nó cũng có mấy cái vụ khác thôi. Đó là Dạ. cái xu thế thời đại, cái xu thế mà Việt Nam mình mở cửa ra nước ngoài, thì mình không nói Việt Nam, mình nói nước ngoài cũng vậy thôi, kể cả Mỹ, Anh, Pháp thì nó cũng có cái mạng xã hội, thì nó cũng đó mà thấy rõ ràng là tất cả thì cái hội quốc tế họ đã lên án cái Facebook chưa? Facebook Dạ. là một cái nơi mà hầu như người ta đã xả rác rồi, ta xả rác vào đó và nó làm lên án rất là nhiều người, và hình như là rất là nặng nề về Facebook, về đề nơi đó đã làm cho xáo trộn tất cả trật tự xã hội trên mọi quốc gia, không riêng gì Việt Nam. Bây giờ mình nói lại một chút xíu, bây giờ báo thì không có biết bà Hằng gì trơn rồi, nhưng mà mình nếu bây giờ đặt một hơi sự kiện bà Hằng không xảy ra thì nó cũng có cái sự kiện khác, và mặc dù nó nhỏ thì cũng giống như bà nói, mình có nghĩa là có người ghét có người thương, thì những người ghét họ sẽ làm châm chọc, và trong đó nó có những đám dân chuột cùi, nó sẽ thổi bùng lên ngọn lửa chút xíu thôi, nhưng nó ráng nó ngồi nó phùng lên, nó phùng mang tự mắt nó thổi cho lửa cháy bay lên. Thí dụ đặt trường hợp, thí dụ như bây giờ nó có một vụ xe đụng đại khái vậy, mà thí dụ như là cái người mà cấp cứu và cảnh sát giao thông mà cấp cứu chậm đến trễ là bắt đầu có chuyện rồi đó, ngang rồi bên thổi bùng và nó không đi được đó, mà nó đi nó khó chịu, thấy chưa rồi má, thế còn cảnh sát Việt Nam rồi xe cứu thương Việt Nam bắt đầu nó lôi qua tới bệnh viện nha, bây giờ đúng người ta là như gần chết rồi mà bệnh viện chưa tới, xe cấp cứu chưa tới, rồi bắt đầu thổi bùng lên nữa, rồi bắt đầu dính nước bộ y tế, rồi mới thấy chưa bộ y tế, có nghĩa là nó làm bùng lên. Cái đó là cái xu hướng, ta theo bố nghĩ là cái chuyện đó là cái chuyện xu hướng thời đại, có nghĩa là không phải bị bà Hằng thì cũng có một điều khác, và bất kể vụ gì đó là không phải riêng ở Đức người ta đâu, tất cả trên thế giới đều có, ở Pháp, ở Mỹ, thậm chí ở Mỹ rồi còn la làng, bây giờ mình biết rõ ràng có những cái thông báo của chính phủ Mỹ là không nên phát tán tin giả, mà thấy là tin giả Dạ. tràn ngập, Đúng rồi tràn ngập, mà kể cả tao cũng bị mày nhắc nhở ngoài đó, đủ mà thấy rõ ràng không? VOV Đúng làm rồi. lần đầu là mà xong tao đem lên mày lôi xuống, chứ không phải tin giả bố ơi, mày đài truyền hình Việt Nam mới đâu còn làm giả được, đủ cũng hết rồi, an ninh TV nó cũng làm giả luôn, tao hỏi mày bây giờ tao nghe cái mạng xã hội có nghĩa là nó rất là phức tạp, cho vì từ đó thậm chí an ninh TV mà tao đưa bên mấy lần mày nói trời ơi, tin giả bố ơi, mày mà là một tao cũng cảm ơn, thứ nhất là cảm ơn con với thằng Duy Mì đu, bố ơi bố không phải đâu, cái này không phải đâu tin giả, an ninh TV nó cũng làm giả, công an nhân dân nó cũng làm giả, báo thông tin cho bố nó cũng làm giả, thành ra tất cả đều là giả, và trong đó không mình không quên đủ cả nắm, nhưng mà mình không biết cái nào thật cái nào giả, Đúng rồi. và tao nói lại một lần nữa, có nghĩa là cái xu hướng thời đại và Việt Nam chứng tỏ cho quốc tế ở Việt Nam vẫn có tự do ngôn luận, cái điều đó nó Đúng nói lên rồi. điều đó, không phải vì Việt Nam không làm gì đó gặp tao là đúng, mà tao biết tính tao mà le hết mà được, cho nên ra trước sau một tiếng hoặc là tao xử rồi, không cần phải để lâu dữ gì đâu, rõ ràng khi người ta xử người ta có đầy đủ hồ sơ rồi, nhưng mà người ta không muốn làm như vậy, người ta muốn làm cho nó cặn kẽ ra đầy đủ, tao tôi nghĩ là vậy, để chứng tỏ cho quốc tế là Việt Nam mình là có tự do ngôn luận, có Chính tự xác do luôn, đầy đúng đủ rồi. chính xác, Họ chứ không không phải có tao thể muốn mà họ phản làm ứng gì được, đúng rồi. đúng vĩnh vì đó, mà không phải riêng Việt Nam, Miến Điện, Lào, Campuchia, Thái Lan, Anh Quốc, Mỹ Quốc, Mỹ đế chó gì đụng mấy nó hầm lần nhắn gấu, và người ta đã lên án cái mạng xã hội rất là nguy hiểm, ăn thua con người ta lựa lọc thông tin để mà tham khảo, ngoài ra người ta đã lên án rồi mà kỳ rồi đúng, hình như là Facebook đã bồi thường là gì đó, lộ thông tin các cái bồi thường là điều mấy mấy tỷ đó, nói chung là bị phạt nhiều lắm, nói chung vậy rồi. Cái mạng xã hội rất là phức tạp, thì nhắc lại một lần nữa, nếu Việt Nam mình không có vụ bàn, tại bởi đặt trường hợp cái vụ bàn mà không phải bà Hằng, mà không phải là một phụ nữ nha, một người nam, thì cái chuyện nó không có giấy lên đâu, tao nghĩ là vậy, bởi vì cái người Việt Nam mà nó ngộ ngộ cái chỗ này là họ ưu ái phụ nữ, phụ nữ cái gì mà phụ Dạ. nữ từ xưa tới bây giờ á, thường thường tao nói là phụ nữ là chân yếu tay mềm, lúc nào cũng núp núp đóng là sau lưng người đàn ông, thành ra thì có người phụ nữ đứng sau lưng, thành ra lúc nào cũng không lộ diện, nhưng có đặc biệt cái bà này đã là đàn bà thôi, bà còn đưa đầu ra bà lộ diện, bà trực tiếp vì đó người ta thấy làm lạ, đầu tiên là ngạc nhiên nha,
thắc mắc nha, tò mò nha, rồi bắt đầu nó mới dấy lên cái bùn vậy. Mày hiểu tôi nói không? Chứ bình thường cái gì như vậy mà hay là tao hoặc là mày lên nói chắc chắn là nó phủi bụi rồi, nó đi đi vào bên lẻ rồi. Đó, đó phải, tức là nó phải cố tình nó tạo ra một cái sự kiện gì đó để nó gây chú ý. À, nó mới cài cắm vô. Đúng, thấy chưa? Mày thấy chưa? Thành ra tao mới nói là cái đó là cái xu hướng thời đại. À, tao nói cho mày nghe, mà không phải riêng ở đất nước mình, mà đất nước tất cả trên thế giới đều bị mạng xã hội làm cho lung lạc. Đó, trong đó nó cũng có nhiều cái rất là hay, giao lưu tiếp tế, khai mở kiến thức các cái khoa học kiến điển tới đâu, nhưng mà ở trong đó nó tìm chứa ẩn chứa rất ư là nhiều cái điều hệ lụy, rất ư là phiền tức phiền phái, nào là mại dâm, rồi là kích cái gì, rồi biến tướng, rồi quân đài, nói chung là tất tần tật thứ gì mà xã hội cấm đều nằm ở trong cái bút cả đó. Thành ra ta nói mày nghe rồi, kể cả thông tin giả luôn, thông tin giả tràn lan luôn. Thành ra giờ đủ không biết ai là thiệt, mày rõ ràng mà xem đã là một người của cơ quan pháp luật vỡ một cái tờ giá một đã là đã mang rất là ghê gớm, thì làm sao mà tao không tưởng thiệt được? Tao thì tao ra nhiều khi tao cũng tưởng thiệt luôn á, tôi ai tập bị cái gì vậy, tao cũng thận trọng, tao phải chờ, tao chờ tôi lên tiếng đúng sai ta, thiệt giá ta đủ á, đánh cái cho hỏi bự tổ mẹ trên đầu đàng hoàng. Xong rồi cha đùa cái này khó hiểu quá, rồi để kêu ê phải vậy mày, trời ơi đồ giả đó bố ơi, vậy hả? Được rồi, thực tế ta cũng không biết đâu. Thành ra mình nói thẳng một cái là 70-80% mình không còn tin tưởng cái sự mà các cổng thông tin của nhà nước. Nói thẳng là vậy, là bởi vì nó quá nhiều những người lạm dụng tin giả đó, mà hiểu tôi nói không? Thành ra đó là nhưng thậm chí nó giả trang luôn, nó giả trang của chính phủ luôn, giả trang của công an luôn. Rõ ràng cho vì chỗ đó thì người ta mất niềm tin, người ta mất niềm tin của chính phủ thì người ta lại tin tưởng vào một bà Nguyễn Phương Hằng, bởi cái bà mới nổi lên mà bà dám nói dám làm dám đủ thứ. Chính việc chỗ đó người ta thấy thiết nghĩ là như là cũng vừa lúc rồi, có nghĩa là cũng đủ chứng minh cho thế giới hiểu rằng chúng ta có tự do nhân quyền, chúng ta có tự do ngôn luận. Chúng ta lên thớt bắt đầu chặt được má là rán hay là chiên hay là xào gì đó là vô quyền của mình. Đời đã đến lúc là phải làm vậy rồi, chứ còn để tôi nó lộng hành quá rồi, nó thẳng lộng hành. Tao nghe mày nãy mày mở con gì đó, Quỳnh Như gì đó lại thấy vậy, con dạ, Quỳnh Như. Nó rất nhận xét công tâm và nó, tao thấy nó hình như nó là trung dung, nó ở giữa nó không có bên ai cả, nhưng mà nó xét về khía cạnh của luật pháp rồi vấn đề danh dự, nói chung là tất tật của chỗ đó, nhận xét một cách là chuẩn mực, nó thẳng là vậy. Thì nó nghe vậy thôi chứ tao không đâu biết đó là ai, là nhưng mà mình thấy nó chuẩn mực chút, thì lâu lâu cũng có một người để mà nói cho mình cảm thấy, mà Quỳnh nhắc lại ở trong một cái xu thế thời đại thì Việt Nam mình cũng không tránh khỏi cái điều đó. Bà không có bà Hằng thì cũng có một cái gì đó đại khái, hay có Cầm Nguyễn hoặc là có ruộng mà thơ quán đại khái gì là bị treo đấy. Tao với thua một vụ đụng xe thôi, đụng bắp mấy ông nội rồi thôi thổi phù vô cho nó bùng lớn là bắt đầu là có ban khu vực này ha, bắt đầu là có ban giao thông này ha, bắt đầu lâu xe cứu thương nó thổi ra làm dữ lắm, xe cứu thương tới lên bệnh viện tới bộ y tế rồi cái đó không đơn giản đâu, thấy ra khổ lắm. Tôi nói thiệt mà, các mạng xã hội là cái mạng ư là tạp nhập, là một cái thùng rác, nó thẳng là vậy. Nhưng mà đôi lúc còn người ta bị ghiền. Ở nước Mỹ này biết không, biết ở Việt Nam có không, ở nước Mỹ này nó có một cái chỗ, một cái trường là cai nghiện Facebook luôn đó mày. Ghê à? Cai nghiện luôn á, có nghĩa là có người nghiện đó, thẳng là nghiện ma túy vậy đó. Không lên được là tức lắm, không nữa là đủ trò, đủ kể, làm ghê chứ đâu biết ma túy, ta nghiện đó, nghiện đó, ta cai nghiện đó. Đó, mạng xã hội á, thật ra vị đó rất là nguy hiểm. Thằng kia mà cười ai, được má. Tôi đọc ba thằng Mã Việt Nam nói gì, Mã Việt Nam anh bố không biết nó tên đâu, nó hẳn gì con bố lên mạng bố chỉ biết chăm chú bây giờ những cái chủ đề gì, thí dụ như bác muốn nói bố nói thôi, chứ ngoài ra thậm thực tế những người lớn tuổi bạn bè của bố thì thí dụ như là nhà thì bố biết mà thăm rồi gặp mặt rồi hầu chào tất cả các con cháu kia là không biết, bố không biết ai chứ á, nó hẳn là vậy. Nhiều người đừng có buồn, thí dụ như là gặp tại sao không chào hỏi, chứ lại nãy giờ thằng Mã Việt Nam đã chỉnh ra rồi, không được quyền gọi là chào mọi người là xúc phạm, tại vì tôi ghét tàu, tự nhiên không được tao chào hỏi, ghét tàu luôn đó, luôn thấy lạc quẻ không, vô duyên rượu mà tao chào hỏi mệt quá. Rồi tao không thèm chào mọi người nữa, tao chào chúng mày được rồi, kệ đó. Thì mình cũng không cần phải lăng tăng, tao thì nghĩ rằng này cũng nằm trong cái
cái sự gọi là chuẩn bị của nhà nước mình. Tôi nói mà rồi, nhà nước mình rất là hay chứ không phải dở, bởi vì trong cái bộ sậu mà của những không, cái này bố, cái này thực ra thì không liên quan gì tới nhà nước đâu. Vấn đề không, này là vấn đề là cái chuyện không liên quan cá nhân đúng, của bà Hằng thôi. Gián tiếp còn, tại vì nhà Hằng thưa kiện thế lên luật pháp, mà luật pháp là ảnh hưởng, tức là ít nhiều gì có ảnh hưởng tới thế này thế nọ thôi, ảnh hưởng tới đúng cái rồi. Tình hình xã hội, trật tự xã hội thôi. Đó. Thì đúng rồi, đó là một cái vấn đề, nhưng mà cái điều này nằm trong cái dòng kiểm soát của nhà nước, không có cái gì lớn lao lắm mà không quan trọng. Đúng rồi, và tức là cái sự kiện này nó ồn ào, mặc dù nó ồn ào nhất đầu mấy tháng qua, nhưng mà rồi, vẫn trong tầm kiểm soát của chính quyền. Đúng. Đó, thì đó là dính líu đó, có nghĩa là nhà nước không cho lây lan, nó giống chuyện gì bệnh dịch thì không cho lây lan, tới đó được rồi, tới đó đủ rồi. Được, hầu như là bà cũng đã làm đủ rồi. Tôi thấy là đó có báo chí dơ nè, báo chí bẩn nè, rồi xong rồi phóng viên bẩn nè, có nè, rồi luật sư bẩn có nè, rồi xong rồi cái gì lương thần y dỗm có nè, nói chung là tất tật ba lô hết rồi. Đủ đại khái thì cũng vừa đủ rồi, để dành cho mấy mốt ăn chứ còn làm hết rồi mới con đói đúng không? Để dành được quá, giống tụi bay ra được quá, việc tụi nó hết rồi mất công có cái gì, không mới đầu lên buồn đủ tới cười đi khi bố mày kiên giang nãy giờ mà thầy không ló đầu ra mày, được mà ló đầu ra còn một hai câu để có động lực để tao chăm ngòi để tao chửi rồi, được quỷ mật dịch đồ, tao mà về Việt Nam xong mà tao đi kiếm mày, tao rủ mày nhậu ra Kiên Giang, không là mày mời tao nhậu nghe, tao dễ lắm, con khô cá sạc với lại chị đế là được rồi, ok tao khoái vậy mà. Rồi thì bố lên bố chỉ nói là cái điều là các con cũng đừng lo lắng lắm, tại vì cái này kiểu là trong cái mạng xã hội Việt Nam mình không là đó là theo không không bố thế này nè, không mình không lo lắng về cái chuyện của bà Hằng, tức là mình qua cái câu chuyện không bà Hằng á thì mình thấy hiểu, là cái ba cái thông tin nó nhiễu loạn, thông tin nó nhiễu loạn, nó đưa tùm lum tà la. Mày hiểu lầm tao nói không phải mình chúng ta lo lắng cho bà Hằng, trời bà Hằng đã cái gì mà lo lắng đồ khổ. Ý tôi muốn nói là lo lắng là cái chỗ là cũng vì một cái gì đó mà trật tự xã hội nó bị hỗn loạn, người này người kia có cái làm qua hôm kia tắt nói mày rồi, là có nhiều cái buồn cười đó. Chuyện đâu đâu chuyện trên trời không, chuyện của bà Hằng đâu có chuyện tao đâu, mà tuy xong mày chửi tao mày người không chạy mà tao với bà đâu có biết gì đâu, đồ khổ, chưa hề bắt tay, chưa hề uống cà phê, chưa hề cái gì, không biết mặt, không chào hỏi, nó cũng tăng tật. Đó, có cái sự trật tự xã hội của cái xã hội, cho ta đâu có nói bạn, thằng mẹ gì đâu nói. Có nghĩa là cũng không, tao nghĩ là cái chuyện này nó sẽ êm thôi, hiểu tao nói chưa? Chứ nó không có cái gì mà lớn lao, nó đã là vậy đó. Ý tao là vậy, chứ còn chuyện đâu phải là tao sợ bạn chết đâu, chết kệ bà chứ. Đủ quá, kệ bà chứ, nếu gì tới mình, khổ mà, đúng không? Thì bố nói nhắc lần nữa là, thì ở đây là ít ra rồi, ở Mỹ nó còn ghê gớm nữa, mà nó còn đi vào vấn đề chính trị mới là ghê. Chứ Mỹ này bây giờ tất cả những phe cuồng trung thượng nghị sĩ, nghị viên, dân biểu, các cái đủ thứ, mà kể cả ảnh hưởng của cộng đồng người Việt quốc tế, mà rõ ràng mới đây này rồi chửi nhau như chó trên phòng họp, tôi thấy rõ ràng được. mày là thằng hèn được cái thằng ngộp với ra hộp Mỹ bông thôi, đủ có hai Việt Nam, một thằng là đủ nghị viên, một con là đủ máy Kim Billy ngồi đủ chửi nhau trên đó, mình thấy rõ ràng không đủ mà. Thù như nó tệ, chính vì các bạn xã hội tốt thì nó cũng tốt, mà nó cũng tệ nữa là tệ. Tao không biết nói làm sao, nhưng mà tôi nói là Việt Nam mình không có là nghĩa địa gì trên trời thiệt. Bố nói bố giúp vui cho con một cái điều đó thôi. Thế thôi, chứ còn ngoài ra thì cái chuyện đó là phải tới thôi. Bởi vì nếu mà không có như vậy thì chúng ta giống y chang như là Campuchia hoặc là Lào thôi, những cái nước mà chậm phát triển, chính vì mới là phát triển đó mày. Nhưng mà mình không nên lợi dụng cái mạng xã hội lắm, có nghĩa là mình chỉ chiêm ngưỡng thưởng thức, và mình cảm thấy cái tin nào mà đúng thì mình theo, nhưng mà khổ cái bây giờ mình lừa đọc thông tin đúng sai cũng khó đúng lắm. Rồi là bởi vì rồi, đúng rồi đó. Khó, cái đó mới mệt á, cái đó mới quan trọng, đó mới là mệt á. Chứ còn thực tế chứng tỏ cho quốc tế hiểu rằng Việt Nam là như vậy, Việt Nam vẫn có tự do ngôn luận, vẫn có tiếng nói của người dân, vẫn có những sự chống bác đầy đủ yếu tố. Bởi vậy Việt Nam mới được bầu nữa nè, bầu ta mới ba năm đó bầu nó rồi Liên Hiệp Quốc nữa nè, đồ khổ đi. Mà chứ vậy thì cái đường đi của nhà nước mình rất là hay, không có dở. Có nghĩa là không phải người ta ê tao gì mày nghe tao rồi vậy đó, là vậy đó, khổ rồi. Ok thì bố lên chút xíu kiếm chơi thôi, còn chứ có gì đâu, tao thiệt mày nhiều khi buồn quá. Bữa nay trời bữa nay cũng lạnh, nói chung là chưa đổ tiết bữa đầu thôi, bữa nay hôm qua ta chưa thấy đổ, bữa đầu đổ tôi quay phim cho tụi mày coi. Ok ha. Bố xuống. Yeah, rồi.